Vâng, chúng ta cùng đến với trận đấu thứ 3 trong series đấu thứ 2. Thao tác thay đổi tốc độ trận đấu rất nhanh, lên speed 2.0 ngay. Và màn hình máy của chim sẻ là người cầm Phoenician. Có lẽ là tôi sẽ đợi một tên soi quân đến từ chim sẻ. Nhưng mà tôi nghi ngờ ông này soi nhanh không kịp đọc. Và có khi chuyển màn hình khác thì hay hơn. Nếu một xem Minoan, chim sẻ, Pho, Chip Boy là người cầm Per. Nhưng mà Per lại kẹp như thế này thì không ổn rồi. Vâng, Summerian của Hồng Anh. Hồng Anh soi tham thì cũng không nhanh không kém thì chim sẻ là bao nhiêu cả. Vâng, Pan, Greg, Mitadon đây rồi. Như vậy là có một Greg, Mitadon, Panya. 4 voi dành cho chim sẻ. À, dành cho Hồng Anh. Hồng Anh. Em làm gì với bài 5 voi rồi. 5 voi rồi các bạn ạ. Em sẽ làm gì với một bài như thế này? Một quả nữa luôn. Dừng chưa có. Nhưng sẽ làm gì với một bài như thế này? Chẳng lẽ chỉ ép đời và đánh cung thôi. Thế thì 6 voi rồi. Thế thì không có gì đột biến cả. Nếu như bài này mà đánh 27 dân trong nhà thì hơn nó hơi phí. Vâng, có lẽ là đánh 29 đến 32 dân thì nghe nó có vẻ hợp lý hơn với một bài giàu có như thế này. Hay là một bài bật 4 thẳng. Hôm trước tôi có một bài đánh cầm pơ kỷ lục 13 kích 4 với khoảng 30 dân. Nhà toàn hiêu voi, ăn mỗi hiêu voi trên đời thôi. Cho 8 nông dân, vâng, cho 8 nông dân ăn vàng. Nâng cấp chặt gỗ lên. Vâng, nâng cấp chặt gỗ đào vàng lên, sau đấy đóng nhà điều kiện và kích thôi. Vâng, chúng ta hãy cùng trở lại với màn hình máy của game thủ Hồng Anh. Có vẻ như em vẫn hơi tham lam. Vâng, 6-7 voi gì đấy rồi mà vẫn còn cầu là trong cái góc này. 2 voi nữa. 8 voi rồi. Hay là lên 4 thẳng. Trời ơi, 9 voi. Có một hiêu. Vâng, một bài 9 voi và một hiêu. Có lẽ là chúng ta vẫn cứ nhìn mà phải dán mắt vào hình máy của Hồng Anh ở trong trận đấu này để xem em xử lý cái bài này như thế nào. Vâng, đây là một bài xử lý mà không thể đánh bình thường được. Không thể chỉ đánh dừng lại con số 25-26 dân. Nhưng thực sự là với một bài ở trong cánh như này thì tôi vẫn chắc là đánh 32 dân rồi kích thôi. Nếu như bài này đánh 32 dân thì khoảng kích tầm khoảng 11.5. Chip Boy ăn một bầy hiêu. Nhà khá đẹp. Không, phải nói là siêu đẹp. Vâng, phải nói là cực kỳ đẹp. Không còn từ gì, từ mỹ từ nào có thể nói trong trận đấu này nữa rồi. Vâng, tuyệt vời mặt rời. Chắc là dùng từ đấy là chuẩn nhất. 24-28 vàng trong luôn. À không phải, vàng hơi. Vâng, chết một dân. Không sao cả, 9 voi thì câu voi chết dân là chuyện bình thường. Và tiếp tục câu voi. Vẫn đang rất nhiều nông dân. Vâng, theo thông tin của chim lợn báo về thì hình như là có một Pamilan kẹp xăm. 26 dân. Vâng, hình như là Chip Boy. Hình như là Pearl nhiều voi lắm. Vâng, sang nhà của anh ăn voi. Sang nhà của anh ăn voi cũng là chuyện bình thường thôi. 9 voi thì ăn rồi hết. Và dường như là vâng, Chip Boy đang bảo với đồng đội rằng là không ăn hết. Khổ, Pearl mà đến thịt voi ăn còn không hết thế này thì bán căng. Vâng, nghiện ngại và thực sự đang bị nghẹn. Rất nhiều từ N đang hiện ra. Nhưng mà dường như đây là một trận đấu mà có nhà kẹp xăm. Vẫn cần phải đánh một với một thái độ cực kỳ nghiêm túc. Màu 5 kẹp xăm, Mr. Don luôn luôn kẹp xăm thì phải. Không, như vậy là BB. BB mới là người cầm màu 5. Vâng, cũng chết một dân. Thế thì không thực sự đẹp lắm rồi. Chim sẻ thì giao. Chim sẻ là người lên đời rất sớm với một bài cầm Phoenician chui hốc. Lên đời sớm nhất bản đồ. Kích đời thôi.
27 dân, vâng, kích đời ở 10 phút 38 giây với 27 dân phô. Quá kinh khủng. Thế thì chỉ còn mỗi mình ông No1 thôi, chắc No1 lên đời muộn nhất bản đồ trận đấu này. Không cũng đã bắt đầu đóng nhà điều kiện rồi. Nhưng mà chắc là Hồng Anh đã lên đời rồi. Vâng, Hồng Anh đã lên đời rồi. 27/40 như vậy đây là một bài mà đánh với 28 nông dân đến từ game thủ Hồng Anh, vẫn còn một voi chưa thèm ăn, thậm chí là chắc là quả phụ cũng chưa ăn đâu. Vâng, tôi dám cá các bạn là quả phụ trong nhà vẫn chưa thèm ngó đến. A thứ hai, cùng T bảo kê bãi vàng cho game thủ Chip Boy. Hết sức chuẩn bài. Nhà siêu kín. Lực là cực khỏe. Vâng, ai cần thực thì cứ hô chia Hồng Anh. Hồng Anh sẵn sàng bơm cho vài chấm thực để thi đấu. Màn hình máy của game thủ Chim Sẻ Đi Nắng đang đối đầu với game thủ Tuấn Lưu Danh. Tuấn Lưu Danh là quân gì? Vâng, mải mê, quá mải mê với bầy voi của game thủ Hồng Anh mà tôi quên mất không kịp soi quân nó là cái gì cả. Ba cái ruộng hình cánh hoa. 25/32. Nâng cấp bánh xe ngay. Bò với nhà cửa vào. Vâng, BA thứ hai. Nhà vẫn còn khá trống. Khung nhà thôi. 26/32 đến từ Chim Sẻ. A thứ ba. Và tôi đang nghe được tin báo về từ Chim Lợn mang tên Vơ, đó là Pamida đang chém thẳng vào nhà nguyên thủ M4. M4 đã kín rồi. 30/56 là tham lai của game thủ Hồng Anh ở thời điểm này. Nâng cấp bánh xe được 74%. Có một con cò giò, một con lạc đà đang công vào. Không biết là Chip Boy đang làm gì. Chúng ta đến với màn hình máy của Chip Boy. Bãi vàng của Chip Boy đang lâm vào trong tình trạng nguy hiểm. Đóng ngay một phù. Vâng, một phù này thì không biết là phù dâng hay là phù thủ, chắc là cả hai. Đây thì công vào nhà của Mr. BB. Vâng, BB anti yêu chưa bánh xe. Luộc hết đạo dân không. Công cả phù. Như vậy đây là một bài dâng lờ đến từ BB. Thôi không bảng rồi. Vâng, đúng là anh em có nạn, vâng, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Quảng quảng cùng nhau. Vâng, tất cả cùng quảng chung một mộ. Còn đây là hình máy của Chim Sẻ, dường như là em đang có ý định tự đào mộ cho mình rằng bây giờ mà hai con chém này nó lao vào nữa thì chắc chắn là Chim Sẻ đã bay hốc. Còn nếu như Chim Sẻ không mua, vẫn cố thủ nhà chắc là quảng luôn. Tham lai là 22, hình như là dừng hở. Chỗ này chắc là kín rồi. Vâng, rất đông chém đến từ game thủ Tuấn Lưu Danh cầm Tuấn Lưu Danh không biết là cầm quân gì. Yamato, Roman, Glick hay Cho Son đây. Chip Boy 18/52 cầm pơ, chưa nhìn thấy nhà ai ngoài nhà kẹp răm. Vâng, như vậy là, vâng, chính xác là một năm kẹp răm, không phải là một bài dâng, còn là một bài kẹp răm đến từ game thủ BB. Rất đông lạc đà. Persian của game thủ Chip Boy cũng không thực sự hiệu quả. Hồng Anh thì bắt đầu dâng ra ngoài. 51 khá trâu bò. Những điểm số của Tuấn Lưu Danh là cao nhất. Chim Sẻ là người, vâng, Chim Sẻ tên này thì khó rồi. No 1 thì không biết là có mạnh khỏe gì gì cho cam. Vâng, một bài mà nhìn những tưởng là cứ tưởng là win chặt, hóa ra là cũng nó cũng không phải. Chim Sẻ thì nếu như tên này mà không ai cứu thì bằng chặt rồi. No 1 thì sao? No 1 mà tham lai nhỏ, vâng, No 1 tham lai cũng nhỏ. Thế là thế nào? Vâng, nhìn cứ tưởng là win chặt, nó ra là hơi, vâng, cái sự chặt của nó cũng không phải là, vẫn không phải là chắc chắn lắm. Tuấn Lưu Danh điểm số rất cao, bây giờ thì Chim Sẻ đang người bung hốc. Chim Sẻ vẫn đang thủ nhà rất dẻo dai. Vâng, màu 6 đang bắt rất đông chém trong chân này. Chỉ còn một mình Hồng Anh thôi. Hồng Anh tham lai đang là 63/64. Với một bài 9 voi thì thực sự là em lên đời cũng chỉ có thể xong 5 A là mắc binh rồi. Hồng Anh đang mang quân sang cứu nhà của Chim Sẻ. Meo Meo đang ở phía bên trong, từ bấy đến giờ chưa nhìn thấy. Vâng, chỉ nhìn thấy mấy con cung đờ của Meo Meo đẩy ra ngoài thôi. Không biết rằng Meo Meo là người cầm quân gì. Dường như màu 5 của BBNTU hình như cũng là người cầm pơ thì phải. Chim Sẻ 23. Bắt đầu, vâng, xách quần lên và đi. Bỏ chạy đến nhà của Hồng Anh. Vâng, He He đã bắt đầu nổi thú tính, chém nổ luôn nhà chính. Bãi vàng đến từ BB đây rồi. BB cũng, BB chạy dân rất nhanh. Như vậy là hình như đây là trận đấu BB chỉ là người cầm Katarian thôi thì phải.
Vâng, rất đông chém của game thủ Tuấn Lưu Danh đang ùn ùn chạy vào nhà của ông anh. Vâng, một trận đấu mà vâng, một trận đấu mà BB chỉ là người cầm Katarian thôi, nhưng rất trâu bò. Còn vâng, đây là một trận đấu mà nhà của ông anh rất giàu, nhưng mà và chim sẻ cũng là người lên đời sớm, nhưng rõ ràng là trận đấu này đang là người thi đấu rất tốt, cả BB cũng vậy, kẹp xăm và đánh rất hay. Màn hình máy đến từ game thủ Chiboy, chỉ là vâng, tham lai thì chúng ta thì vẫn có thể đánh được, hơi đè một chút dành cho các game thủ bên phía team Skydead thôi, đánh thoải mái luôn. Chỉ cần Hồng Anh khỏe thì là ok, đỡ được turn này thì khả năng thắng là rất cao đây. Nhưng vấn đề có đỡ được không? Hầu như tất cả các nhà đều đang đi ăn hoang. Vâng, giật cùng toàn bộ ở phía trong để đợi. Vâng, giật cùng toàn bộ ở phía trong, hầu như tất cả đều đang đi ăn hoang. Có một mình nhà của Meo Meo đang khỏe, nhưng nhà của Meo Meo các bạn thấy trên bản đồ là không hề đẹp được bằng nhà của game thủ Meo Meo. À, tôi nhớ, nhà Meo Meo không thể đẹp được bằng nhà của game thủ Hồng Anh. Vâng, các bạn có thể thấy lượng chém của He. Thôi, tất cả cũng đều chui hết về bên trong. Có khi mà phải dành... Ôi, hình như bị lọt vào kìa. Thôi rồi. Ôi dồi ôi, đông quá. Không hiểu sao không bịt vào và chim sẻ đã đi sai. Phía bên kia có Panya, Hit và Greg. Vâng, quân đẹp như vậy thì... Nhưng mà thực sự Panya, Hit. Như vậy là cái thủ BB là người cầm Pan, He là người cầm Yamoto. Bảo làm sao mà đông chém như vậy. Nhưng mà đây là một trận đấu mà Hồng Anh là người cầm Summerian. Vâng, có Cupper. Và Phonesian là quân của chim sẻ. Vâng, chắc là do đen. Tôi vẫn chưa hiểu sao, chắc là do một trận đấu mà BB cầm Per đã không thể nào làm gì được game thủ. À, tôi nhớ là Chiboy cầm Per đã không thể nào làm gì được game thủ BB cầm Pan. Cánh bên kia chim sẻ ẩn dốc thì cũng đã thua. Tôi nghĩ là chim sẻ để thua cánh so với He một bài cầm Yamoto quá trâu chém. Vâng, thua cả hai cánh, và chính vì lẽ đó mà các game thủ phía team Game TV đã thua, cho dù đây là một bài mà Hồng Anh có đến 9 voi. Còn No 1 thì tôi không soi, nhưng mà hình như No 1 cũng đã trở thành người vô hình trong trận đấu này rồi. Chúng ta hãy cùng chờ đợi để đến với trận đấu thứ tư với tỷ số đang là 2-1 nghiêng về các thành viên bên phía team Sky.